Thiện Linh Tiếp theo Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Nhà trò Địa ngục Tập 4 Quyển 22 Chương 7 Làng trí thiện tiếp tục xem luân hồi Lâm Đông Mỹ kêu tài tình huy nơm nớp lo sợ trốn lên lầu 2 Triều Lao Bá ở đối diện đã chết rồi. Nàng lúc này chỉ còn một ý nghĩ như vậy. Hồng Nguyệt Sắc sau khi xuất hiện lập tức sẽ triển khai nguyện rủa. Đây chính là lời nữ nhân điên đã nói. Nàng tức khắc cảm giác toàn thân lành đi mấy phần. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Đồng Mỹ cảm giác trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Lúc trước chỉ vì ly hôn không còn nhà ở nghi cách ứng phó với quan tòa nên phải đến vùng ngoại ô thuê nhà giá rẻ nhưng tại sao lại phát sinh những chuyện kỳ quái như vậy mẹ con con sợ lúc này tinh huy bị lam đông mỹ ôm trong ngực không ngừng rung lẫy bẩy hắn chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được những điều kinh khủng như vậy chứ lam đông mỹ vuốt đầu tinh huy nói đừng sợ mẹ đang ở đây mẹ sẽ bảo vệ tốt tinh huy mà hiện tại hai người đang ở phòng ngủ trên lầu nàng dùng một cái thang leo lên các áp máy rồi kéo thang lên luôn điều tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào số phận mà thôi không gian đang yên tĩnh chợt lam đông mỹ nghe có tiếng đồ vật gì đó vang lên sau đó nàng liền nghe được mấy tiếng bước chân nàng lập tức che miệng chính mình và tinh huy lại lúc này chỉ cần phát ra một thanh âm chỉ sợ sẽ gặp nhiều bất trắc nghĩ đến đây nội tầm lam đông mỹ sợ hãi cùng cực nói thật mặc dù không tận mắt chứng kiến điều con trai mình nhìn thấy nhưng nàng tin tưởng con trai mình không phải là người nói láo huống gì trên bầu trời xuất hiện hồng nguyệt cũng đủ làm cho nàng kinh hãi lạnh mình Chẳng lẽ cái trấn nhỏ này thật sự có quỷ hay sao? Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân dần dần đi xa. Thế nhưng Lâm Đông Mỹ vẫn không dám khinh thường. Điều duy nhất phải làm bây giờ là chạy ra khỏi Hồng Nguyệt Trấn. Tinh Huy, không cần sợ nha. Lâm Đông Mỹ nói thầm vào tai của Tinh Huy. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhất định Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu Lâm Đông Mỹ đoán chừng Dưới nhà đã không còn người nào nữa Vì vậy nàng chậm rãi mở cửa chắn ra từ từ Ở dưới lầu Đã hoàn toàn không còn một bóng người nào nữa Vì vậy mới thả cái thang xuống Sau đó kéo tinh huy từ từ bước xuống Nàng vẫn cảnh giác đồng tĩnh xung quanh Một bên kéo tinh huy Một bên lắng nghe đồng tĩnh Trong phòng chỉ còn một cái bóng đèn đang chớp tắt liên tục hồng nguyệt trấn phảng phất như biến thành một thế giới toàn huyết sắc làm đồng mỹ cũng không để ý nhiều nàng lục tìm trên người chìa khóa xe rồi chạy đến phía cái xe hiện tại chỉ cần lái xe là có thể rời khỏi hồng nguyệt trấn rồi chưa kịp vào trong xe chỉ mới nhìn thấy trên cái gương phản chiếu phía bên đầu xe đã làm cho nàng sợ hãi không thôi trên tấm kính phản chiếu Hình ảnh một nữ nhân tóc tai bù rù Đang ngồi trên ghế lái Thế nhưng rõ ràng trong xe Không có một bóng người Làm đồng Mỹ tức khắc bước lui lại Nàng vốn dĩ tưởng rằng Chính mình sẽ hét thảm một tiếng Thế nhưng mà nàng một tiếng Cũng không kêu được Nàng lập tức kéo tình huy Quay đầu lại dốc sức liều mạng chạy Lúc này Nàng chỉ nghĩ tới một người Chính là nữ nhân điên kia Nàng nhất định biết chuyện gì đang xảy ra Vô luận như thế nào Nàng phải tìm được cô ta cho bằng được Nhưng nữ nhân điên kia Hành tung bất định Bất quá chỉ nghe một số lão nhân nói rằng Buổi tối nàng thường xuyên tới Bình Nguyên Ở sườn đông thị trấn nhỏ Cây trần tuy gọi là trấn Nhưng quy mô rất nhỏ Hơn nữa rất vắng vẻ Sinh hoạt điều kiện cũng tương đối chênh lệch Cây trấn nhỏ này bản thân cũng là dựa vào núi mà kiến tạo nên. Bản thân kiến trúc không có quy luật quá lớn, cho nên thị trấn nhỏ cùng núi rừng cơ hồ dung là một thể, cùng có ít phòng ốc, xây dựng bên trên bình nguyên. Khoảng cách giữa các kiến trúc với nhau tương đương thừa thớt, cho nên Hồng Nguyên Trấn nhìn như diện tích không nhỏ, kỳ thực người cũng không phải là rất nhiều. Nhưng làm Đông Mỹ lúc này đâu quản được nhiều việc như vậy. Nàng dù sao cũng mới đến cái trấn này Cho nên đối với địa lý nơi đây Vẫn chưa quen thuộc lắm Lúc này Chỉ có thể dựa vào trí nhớ Chạy vào mấy con đường chính mà thôi Đồng thời nàng cảm giác được chung quanh hồng nguyệt trấn tràn đầy âm khí Vô luận như thế nào Nàng phải tìm được nữ nhân điên kia Nếu không Nàng cùng tinh huy thật sự sẽ phải bỏ mạng ở nơi này Nàng không ngừng chạy vội đồng thời liên tục quay đầu nhìn lại, nhưng đằng sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thị trấn nhỏ này rất là tĩnh mịch, tuy nhiên bởi vì chủ yếu chỉ có người già sinh sống, cho nên mọi người đi ngủ tương đối sớm, nhưng Lam Đông Mỹ vẫn cảm giác yên tĩnh quá mức. Không quá bao lâu, Tinh Huy cũng chạy không nổi nữa, mà thể lực của Lam Đông Mỹ cũng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng chạy mãi vẫn không thấy Bình Nguyên ở đâu. Lúc này, hai bên đường vẫn chỉ toàn là rừng rậm. Hồng Nguyệt Trấn nhà cửa rất thưa thớt, lúc nào cũng bị vây quanh bởi rừng cây. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, cuối cùng cắn răng sẽ vào phía rừng cây bên đường. Nàng nghĩ có rừng cây yểm hộ có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Chạy không biết bao lâu, nàng thấy được những bụi cỏ lao trải dài làm đồng mỹ chợt dừng bước xuất hiện trước mắt nàng chính là nữ nhân điên tóc tai bù xù cô ta vẫn như vậy thân thể vặn vẹo đi trên đường phản phất như xương sống cô vấn đề làm đồng mỹ lập tức muốn lao ra khỏi bụi cỏ lao để đến gặp nàng nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện đằng sau trên con đường nhỏ thình lình xuất hiện một chiếc xe cái kia Đúng là xe của Lam Đông Mỹ Mà trên ghế lái không có một bóng người Còn nữ nhân điên thì hình như không biết được điều đó Chiếc xe cứ thế lao thẳng vào người nàng Thân thể nữ nhân điên lập tức vọt lên không trung Sau đó lập tức rơi xuống Các người nàng ngập trong vũng máu Mà chiếc xe kia vẫn cứ chạy băng băng từ từ khuất dạng Lam Đông Mỹ lập tức ngã khủy xuống mặt đất, trên mặt nàng hoàn toàn không còn một giọt máu. Rồi nàng kéo tay Tinh Huy không ngừng bước lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này nàng bỗng phát hiện ra một việc, chính là cây tài của nữ nhân điên bắt đầu chuyển động. Nàng chưa có chết sao? Nhưng Lam Đông Mỹ chỉ vừa mới nghĩ như vậy, liền trông thấy trên mặt nữ nhân điên chỉ toàn là máu tươi chậm chậm ngẩn lên con mắt nàng bị đụng rớt hẳn ra ngoài Hơn nữa phần eo còn xuất hiện một lỗ thủng to tướng Nếu là con người Làm sao có thể sống được chứ Hơn nữa Lúc nàng đứng dậy Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra Nàng đã trở thành một huyết nhân đúng nghĩa Vậy mà còn đi lại được Quỷ Nàng đã biến thành quỷ Lâm Đồng Mỹ lập tức kéo Tinh Huy Chạy vào sâu trong bụi cỏ lao mà lúc này tao vẫn không có cách nào lý giải được lan trí thiện cầm điện thoại của tinh thần nói trước mắt xem ra tự hồ đúng thật là như thế hồng nguyệt nhà gỗ nhỏ đều không giống như là trùng hợp sáu người đang chạy băng băng trong rừng rậm hiện tại bọn hắn đều đã phát hiện ra một vấn đề rất lớn làm thế nào mới có thể tránh không đi đến hồng nguyệt trấn bởi vì trong sách không có đề cập hồng nguyệt trấn chính xác ở chỗ nào nhưng mọi người lại không có khả năng dừng lại ở một chỗ điều đó không khác gì là chết chỉ cần là nơi chấp hành huyết tự tuyệt đối sẽ không tồn tại một gốc chết nào để các chủ hộ có thể an toàn chỉ có không ngừng di chuyển mới có thể tìm được sinh lộ ai cũng biết hồng nguyệt trần chính là trung tâm tai họa cho nên chỉ có thể rời xa mới an toàn được hai nghe ta nói tinh thần lúc này cũng mở miệng dựa theo nội dung cốt truyện dù có rời khỏi hồng nguyệt trấn vẫn không an toàn an toàn cái gì lan trí thiện oán hận nhìn màn hình điện thoại di động nói bộ tiểu thuyết này có một cái kết thúc mở nói cách khác căn bản không biết được mẫu tử hai người họ sống hay chết Tiểu thuyết này căn bản dựa vào thị giác của mẫu tử Lam Đông Mỹ mà ra. Với tình huống này, chỉ có thể nhìn theo Lam Đông Mỹ mà hành động thôi. Hoàn toàn chính xác. Bộ tiểu thuyết này tuy không phải ngồi thứ nhất, nhưng cơ bản đều miêu tả theo thị giác của Lam Đồng Mỹ. Đây cũng chính là điều hạn chế đối với các chủ hộ. Không ai biết được nơi nào có quỷ, nơi nào không có quỷ. Quan cảnh cứ hiện ra theo từng bước chân của làm đồng Mỹ Chỉ sợ bản thân tác giả cũng không biết đây là đâu Nếu như là tiểu thuyết bình thường Thì chuyện này cũng chẳng phải vấn đề to tác Nhưng những chuyện trong bộ tiểu thuyết này hoàn toàn được chân thật hóa rồi Mà bọn hắn ngay cả tác giả tiểu thuyết là ai cũng chưa biết Mặc dù cho rằng là lý ẩn Nhưng cũng không thể trong phần trăm nhận định là hắn được Dù sao vẫn không có cách nào liên hệ được với lý ẩn nói cách khác thân phận tác giả tiểu thuyết này vẫn là bí ẩn về phần vì sao quyển tiểu thuyết này được chân thật hóa lên cùng chị cô quỷ mới có thể biết được bây giờ nên làm gì lúc này lan trí thiện cũng thoáng tỉnh táo lại nhìn chầm chầm vào điện thoại nói vô luận như thế nào hy vọng lớn nhất của chúng ta chính là quyển tiểu thuyết này nhất định phải nắm chắc điểm Đúng rồi, bộ tiểu thuyết này nhất định chính là nhắc nhở sinh lộ nhà trọ đưa cho chúng ta. Biện tinh thần, ngươi cũng vì bộ tiểu thuyết này mới trở thành một trong sáu người chấp hành huyết tự. Thế nhưng, thiên sinh ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Phải biết rằng, trong tiểu thuyết sống chết của mẫu tử Lam đồng Mỹ cũng không rõ à. Hơn nữa nàng không giống với chúng ta, Chúng ta trong 24 giờ không thể rời khỏi nơi này Rất khó nói Lan trí thiện trả lời Nơi này là khu vực giao nhau giữa ca thị cùng lờ thị Phân chia ranh giới cũng có chút mơ hồ Hơn nữa bởi vì quá vắng vẻ Trên bản đồ cũng không được đánh dấu Xung quanh cũng không có người sinh sống Cho nên chúng ta không biết đến sự tồn tại của thị trấn nhỏ này Cũng không phải là không được Đương nhiên cũng có khả năng cái trấn nhỏ này chính bởi vì huyết tự nên mới xuất hiện. Lúc này, sáu người đều đã dừng bước, sắc mặt tất cả đều đã trở nên trì trệ. Không biết khi nào phía trước đã xuất hiện một vạt cỏ lao. Ngay sau đó sáu người đều nghe thấy âm thanh, âm thanh từ phía bên kia bụi cỏ lao truyền đến. Là tiếng ô tô đâm mạnh vào một vật gì đó rồi nó như ngã từ trên cao xuống mặt đất các bạn đang nghe tác phẩm nhà trò địa ngục tác giả Hắc sắc Hoa chủng Quyển 22 Chương 8 Trong tiểu thuyết Lam Đông Mỹ sau khi chứng kiến tràn cảnh quỷ dị nữ nhân điên đứng lên phản ứng đầu tiên chính là lập tức đào tẩu hơn nữa nàng rõ ràng còn thành công chạy thoát tựa hồ đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc điệm cho hoàn cảnh càng thêm khủng bố của tác giả. Nghe cũng đúng, dù sao nhân vật chính chỉ có làm đồng mỹ cùng nhi tử của nàng. Hai người lúc nào cũng ở cùng một chỗ, nếu chết mất một người, câu chuyện liền không thể nào tiếp tục được nữa. Bên kia bụi cỏ lao, sau khi nghe được tiếng động cơ, thân thể mỗi người đều cứng đờ. Nói thật ra, trong nội tâm bọn hắn kỳ thực còn chưa hẳn tin tưởng, một cuốn tiểu thuyết rõ ràng lại biến thành huyết tự, thế nhưng nhiều hiện tượng trùng lập như vậy làm bọn hắn không thể không tin tưởng. Sáu người đâu còn do dự, tự nhiên quay đầu vội vàng chạy trốn. Nhân vật chính, có hào quang của nhân vật chính, chưa đến kết thúc sẽ không chết, thế nhưng bọn hắn không phải là nhân vật chính à. cho dù nhà trò có hạn chế, nhưng là chờ một chút chúng ta có lẽ không cần trốn lâm tuyết hoa bỗng nhiên nói chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này vậy ngươi cứ dừng lại ở đây đi chúng ta chạy tiếp làng trí thiện căn bản không để ý tới lời nói của lâm tuyết hoa vô luận như thế nào không ai hy vọng ngồi chờ chết cả sau khi chạy đi rất xa số người cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn mới dần dần chậm lại Sao người không ngừng nhìn chung quanh Xác nhận không có người Lúc này mới yên tâm dừng lại Không ai dám mở đèn pin vào lúc này cả Cái ánh sáng màu đỏ quỷ dị Chiêu sáng khắp mọi nơi Làm bọn hắn cảm giác Bản thân đang hành tẩu trong một thế giới huyết sắc Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì đây Làng trí thiện vinh lấy đầu gói Vừa thở vừa hỏi dựa theo tiểu thuyết ngọn núi này quỷ mỹ không nơi nào không có cái nhà gỗ nhỏ kia bất quá là một trong số đó mà thôi tiểu thuyết cũng không nói rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này thực sự lý ẩn có năng lực biết trước sao tinh thần lao mồ hôi nhễ nhại trên trán nếu như có thể còn sống trở về ta nhất định phải tìm lý ẩn hỏi thăm tin tưởng đáng giận Hết lần này tới lần khác điện thoại lại không thể kết nối Giống như lần trước trên núi Lạc Vân Tiếp tục như vậy Gia nhập liên minh chẳng phải không có ý nghĩa gì sao Tỉnh táo một chút đi Làng trí thiện lúc này biết rõ Ổn định nhân tâm lúc này mới là trọng yếu Giờ phút này Nếu như từ loạn trận cước Chính là tiệm cái chết Cẩn thận nghiên cứu toàn bộ nội dung tiểu thuyết sau đó nghĩ biện pháp tìm ra sinh lộ vô luận như thế nào huyết tự nếu thật sự là biến hóa của tiểu thuyết như vậy khả năng tìm ra sinh lộ rất lớn thế nhưng mà phong dục hiển lúc này cũng đưa ra một nghi vấn làng tri thiện chúng ta không phải là nên cân nhắc tới một vấn đề cái này rất có thể là huyết tự nói dối để chúng ta coi là cái huyết tự này đồng dạng với nội dung tiểu thuyết trên thực tế rất có thể có chỗ mấu chốt nào đó căn bản không giống Bởi như vậy sẽ làm cho chúng ta Đúng, đúng đúng Thiên sinh cũng phụ hòa nói Ta đồng ý với phong dục hiển Vạn nhất cái này nói dối thì sao Chúng ta đã tiến hành hợp nghiên cứu và phân tích các huyết tự Các loại phương án dự phòng xử lý bảy rạp của huyết tự Một trong số đó chính là không thể đơn giản đưa ra kết luận Điểm này được đại đa số chủ hộ đều gật đầu xác nhận. Chúng ta bây giờ có thể đang trúng chiêu hay là không? Lời này như một gáo nước lạnh sói lên đầu của mọi người. Mọi người vốn tưởng đã tìm được một tia hy vọng. Nhưng thật không ngờ, khả năng cái hy vọng ấy có thể là một bẫy rập. Luân hồi đến thuộc cùng là một cuốn tiểu thuyết thông thường hay là một cái dự cảm? Hoặc hay là nó căn bản là tử lộ do nhà trọ thiết kế. Phải biết rằng, bẫy rạp tử lộ so với nhắc nhỏ sinh lộ lại càng dễ phát giác hơn. Có khả năng, Lan Trí Thiện cũng không có cách nào chối bỏ cái giả thiết này. Ta không phủ nhận có khả năng này. Hoàn toàn chính xác, nếu với tư cách là nhắc nhở sinh lộ, nó quá rõ ràng. Đúng vậy à, phong dục hiện tiếp tục nói cho nên ta cho rằng không thể quá mức tin tưởng nội dung của tiểu thuyết ít nhất thì không thể đem tất cả trứng gà bỏ vào cùng một cái giỏ chúng ta trước mắt nên nhắm vào tình hình thực tế để phỏng đoán sinh lộ cho dù muốn căn cứ theo tiểu thuyết để tìm kiếm sinh lộ cũng phải tận mắt nhìn thấy sự thật thuyết pháp của người chỉ là lý luận suông thôi lúc này tinh thần mới nói chuyện Phong Dục Hiển Người nói cái này không thể đơn giản như vậy Với điều kiện quy định Cộng với cách sắp đặt của nhà trọ Người có thể chứng minh nó không thể đơn giản như vậy sao Chúng ta chỉ có một cái mạng Đến lúc đó Chẳng lẽ phải thí nghiệm xem sinh lộ có đúng hay là không Lâm Tiết Hoa lại lắc đầu Không Lần huyết tự này Chúng ta cũng không phải một cái mạng Mà là Bảy cái mạng mới đúng căn cứ nội dung cốt truyện luân hồi tính từ ngày có ánh trăng màu máu sẽ có 7 ngày luân hồi mặc dù hôm nay chúng ta chết đi ngày mai nửa đêm không giờ chúng ta lại sẽ trở về địa phương không giờ ngày hôm qua chúng ta đang đứng hết thải giống như trò chơi tự động reset lại lần nữa cái này ngược lại rất giống với huyết tự trò chơi trong huyết tự trò chơi nếu lựa chọn không bảo tồn chúng ta có thể chơi lại một lần nữa mà chúng ta có 7 ngày à Đơn giản mà nói, cùng một ngày sẽ được lặp lại 7 lần. Nội dung cốt truyện cùng loại tiểu thuyết suy luận nam nhân chết 7 lần. Mà truyện xảy ra trong ngày nay vẫn hoàn toàn giống nhau. Điểm bất đồng duy nhất chính là người ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng máu liền có thể giữ được trí nhớ. Ở đây trong ngày thứ nhất chết đi, ngày thứ hai phục sinh, vẫn nhớ được kinh nghiệm và sự tình của ngày đầu tiên. Cứ như vậy lặp lại 7 lần. Lần thứ bảy sẽ là ngày cuối cùng. Ngày hôm đó nếu như chết đi, chính là chết triệt để, không có cách nào hồi sinh. Chúng ta có sáu lần cơ hội. Lâm Tuyết Hòa kích động nói. Cho dù chết sáu lần, chúng ta cũng có thể phục sinh. Nói cách khác, chúng ta có sáu cơ hội thí nghiệm sinh lộ, có phải hay không? Không phải đã nói rồi sao? Huyết tự chưa chắc sẽ dựa theo nội dung của cốt truyện không phải là người cũng không nắm chắc vấn đề này sao vô luận như thế nào chúng ta vẫn là có sáu lần cơ hội à hiện tại nên làm như thế nào trong nội tâm những người khác cũng không có ý kiến gì tốt hơn hiện tại ý kiến không thể thống nhất cũng không biết nên làm gì mới tốt những người trong hồng nguyệt trấn đều biết rõ bí mật này chỉ có số ít những người không muốn xa xứ người già nửa chân đạp vào quan tài mới lưu lại Triều Lão Ba sở diễn ngày đầu tiên ở trong nhà đóng cửa không ra cũng là nguyên nhân này bởi vì chết cũng không phải là thật sự mà chết mà nữ nhân vật chính làm Đông Mỹ trong tiểu thuyết tổng cộng chết 4 lần một lần cuối cùng cũng chính là ngày thứ bảy tại một khắc cuối cùng này nàng chạy đi câu chuyện dừng lại tại đó nói cách khác Lâm Đông Mỹ vận mệnh cuối cùng như thế nào là một điều bí ẩn dưới ánh trăng màu máu thời gian sẽ không ngừng trọng khải mà bọn hắn cũng sẽ có cơ hội nghiệm chứng có thể thật sự luân hồi hay không hãy nghe ta nói tinh thần đoạt lấy điện thoại từ trong tay của làng trí thiện nói như vậy ít nhất hôm nay chúng ta phải lo lắng hiện tượng trọng khải thời gian có xảy ra hay không có thể cần nhắc tới chuyện chúng ta chết đi sẽ thật sự là chết hay sao nhưng nếu như đến ngày mai Thời gian thật sự trọng khải Như vậy chúng ta kế tiếp sẽ phải cân nhắc Nên làm như thế nào Sáu lần cơ hội Cung đại biểu cho Có sáu lần thí nghiệm sinh lộ Công thêm biết rõ nội dung cốt truyện Lần huyết tự này Với tình huống không thể liên hệ được với trí giả Vẫn có khả năng tìm ra đường sống Ý nghĩ này làm cho chủ hộ Vì điện thoại không liên lạc được Trong nội tâm lại dấy lên một tia hy vọng Người sinh hoạt trong nhà trọ thiếu thốn nhất chính là hy vọng. Được rồi. Lan Trí Thiện cũng lựa chọn ủng hộ phương án này. Cứ định như vậy đi. Hắn cũng biết nếu như hắn ra mặt phản đối người ngoài ở đồng minh đối địch người hâm địch ý với hắn sẽ càng tăng thêm. Như vậy được không bù nổi mất. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự Hắn đã chứng kiến quá nhiều người lần đầu tiên chấp hành huyết tự chết đi rồi Cho nên hắn cũng tin tưởng Hiện nay chỉ có thể làm như vậy mới có khả năng sống sót Làm đồng Mỹ trong tiểu thuyết đã thử rất nhiều biện pháp Chạy ra khỏi ngọn núi này như thế nào Mà nàng phát hiện Càng tiếp cận phía ngoài ngọn núi Khả năng bị chết lại càng tăng lên Lần đầu tiên nàng chết đi Là ở ngày thứ nhất như tình huống nàng mang theo nhi tử muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tuy phương vị của Hồng Nguyệt Trấn rất khó để xác định, nhưng trong tiểu thuyết có nhiều lần đề cập tới phương hướng của Lam Đồng Mỹ. Bản thân Lam Đồng Mỹ chạy không biết phương hướng, nhưng lời dẫn truyện của miêu tả. Trên người chủ hộ chắc chắn là có la bàn, cho nên lô tuyến của Lam Đồng Mỹ bọn hắn cũng có thể xác nhận. Trên thực tế, bởi vì Lam Đông Mỹ đến cuối cùng có thể chạy ra khỏi đây hay không là một điều bí ẩn, cho nên chủ hộ không thể nào thí nghiệm bất kỳ một phương án nào của nàng. Mà bay cái lộ tuyến nàng thất bại kia, tất nhiên sẽ không có người đi lại. Bởi vì tư liệu về núi Phát Hạ quá ít, căn bản không tìm được địa đồ. Trước mắt, chỉ có thể căn cứ theo miêu tả của tiểu thuyết, vẽ ra một cái địa đồ đại khái, cũng đánh dấu địa phương nếu tiếp cận gặp quỷ. Nhưng phương hướng tiểu thuyết miêu tả khá mơ hồ. Dù sao cùng một phương hướng, cũng có nhiều con đường bất đồng, mà đồng Tây Nam Bắc không một nơi nào an toàn. Cho nên... Trước mắt không biết địa phương nào có thể được coi là an toàn. Lúc này, tất cả mọi người cố gắng đọc thật nhanh tiểu thuyết, một ít chi tiết tỉ mỉ cũng được tinh thần miêu tả lại. Mọi người đều đã hiểu rõ câu chuyện này, may mắn chỉ có dưới 10 vạn chữ cũng không tốn quá nhiều thời gian để đọc chúng ta đi nơi nào bây giờ làm đồng mỹ tại ngày thứ ba đi qua một cái hồ nước đại khái là khoảng thời gian hiện tại làm đồng mỹ ở tại nơi đó chờ đợi an toàn tới 4 giờ đồng hồ 4 giờ à chúng ta không bằng tới nơi đó trước như thế nào thế nhưng mà biết đi tới đó ra sao Đầu tiên, phương vị không được cụ thể, chỉ biết là ở phía Tây mà thôi. Hơn nữa trên đường đi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất trên đường... Mọi người dù sao không biết được thời gian có thật sự trọng khải hay không, cho nên không thể nào không tính đến khả năng chết thật. Đánh cuộc một keo đi. Lan Trí Thiện cắn chặt răng nói. Quỷ Mỹ là không chỗ nào không có, như vậy cũng đại biểu cho ở nơi nào cũng đều nguy hiểm. Hiện tại có thể tìm được một nơi tương đối an toàn cũng không dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của Lâm Đồng Mỹ, nghi biện pháp tìm ra một con đường an toàn. Đi, đến cái hồ nước kia. Cuối cùng, sáu người đưa ra quyết định lấy la bàn ra, sau đó bắt đầu hướng về phía Tây. bốn của quyển 22, nhà trò địa ngục đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào, mình là Thiện Linh.